Rồi, hai cả nhà ơi, Giang Quý xin kính chào các nhà YouTube thân mến nha. Buổi sáng hôm nay là Giang Quý sẽ đi giao bánh bao cho cả nhà. Giang Quý sẽ giao bánh bao, Giang Quý sẽ đi trên đường này là đường Hậu Giang nha. Hôm nay Giang Quý sẽ review clip đường Hậu Giang, tiếp tục đường Hậu Giang nha. Thường cái đường này là đi ra quán đi thi rồi cả nhà. Đường này là chúng ta chạy thẳng ra nha, chạy thẳng qua cầu Hậu Giang là đến quán đi thi liền. Qua cầu Hậu Giang thì chúng ta sẽ quẹo phải một cái là gặp quán đi thi. Quý sẽ đi đường này nha. Quý cũng review đường này cũng mấy lần đó cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay thì Giang Quý cũng không có, nhiều khi không có ghé được những quán mới, những quán thường thì Giang Quý lấy thường review hết rồi, cho nên là thôi Giang Quý sẽ review đường phố đi, đường phố Sài Gòn. Ngày mốt Giang Quý sẽ về quê rồi, Giang Quý không có review clip ở trên đây được nữa, Giang Quý sẽ review clip ở quê Giang Quý nha. Giang Quý về quê của Giang Quý, quê Giang Quý ở miền Tây với cả nhà, quê Giang Quý ở Cần Thơ, gạo trắng nước trong đi cả nhà. Giang Quý sẽ review clip ở Cần Thơ cho cả nhà xem nha. Thì hôm nay Giang Quý sẽ review clip này với lại clip ở Yon Bình Tân. Nhưng mà Yon Bình Tân để xem ngày mai Giang Quý có vào Yon Bình Tân, nếu mà có thời gian Giang Quý sẽ review một clip ở Yon Bình Tân cho cả nhà xem. Tại vì thường Giang Quý cũng hay review clip ở Bình Tân, Yon Bình Tân lắm. Tại vì ở đó bây giờ người ta đi rất là đông. Bắt đầu là tối thứ sáu hôm qua cả nhà là khách người ta đi rất là đông luôn á. Đấy. Rồi cả nhà ơi, con đường Hậu Giang sáng hôm nay thì để xem để quý xem là người ta có bán món gì không nha. Uống xào chai này, vậy cơm tấm. Rất là nhiều quán cơm nha cả nhà. Giờ quý thấy rất là nhiều quán cơm tấm luôn á. Rất là ngon, có nhiều quán bán rất là ngon cả nhà. Thì giống như là cái thời buổi mà kinh tế khó khăn á, cạnh tranh nữa, cho nên là người ta bán với cái người ta sẽ cạnh tranh về giá cả rồi chất lượng nữa. Thì Giang Quý thấy có những cái quán cơm mà bán rất, tuy là cái giá nó rất rất là cao nha cả nhà, giá nhiều khi bán nhưng mà rất là ăn rất là ngon. Người ta nấu một cái gạo mà người ta gạo tuyển hay sao á, tuyển chọn lựa gạo hay sao á, gạo mà nấu cơm rất là ngon cả nhà. Đấy, bây giờ ai cũng muốn là quán của mình được nổi tiếng, bán ngon. Nhưng mà chủ yếu là người ta sẽ bán ngon bổ rẻ cả nhà, để cho người dân với lại cái thời buổi mà kinh tế nó cũng không có mấy thuận lợi như hồi đó. Lúc trước á, trước có Covid á thì kinh tế rất là thuận lợi và phát triển, thì người dân người ta không có thắt chặt chi tiêu như bây giờ. Còn bây giờ thì người ta rất là thắt chặt cái chi tiêu lại, với lại gần Tết cả nhà. Đây, gần Tết rồi người ta sẽ tiết kiệm để mà lo cho cái một cái Tết đầm ấm sum vầy. Giang Quý cũng rất là thích, rất là nôn Tết luôn á. Nhưng mà hồi lúc nhỏ Giang Quý còn nôn Tết, chứ bây giờ thôi Giang Quý cũng không có như hồi đó. Hồi đó còn nhỏ là nôn như cả nhà, rất là nôn Tết luôn á. Đấy, thì Giang Quý đi trên các tuyến đường có những cái mà khu chợ hoa đó cả nhà, chợ hoa rồi chợ Tết á, bán rất là đông vui. Giang Quý rất là thích review những cái khu chợ Tết ở trên đây luôn á. Thì tại vì chợ Tết trên đây rất là vui, nhiều khi người ta bán hoa rồi bán những cái mà đồ trang trí Tết rất là đẹp. Ở khu chợ lớn cũng vậy cả nhà, chợ lớn bán rất là nhiều nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có dịp á, cả nhà đi chợ lớn á, vào đó là mua cái giá nó rất là mềm. Tại vì ở chợ lớn người ta bán sỉ, đa số là người ta bán sỉ. Ồ, ở đây người ta bán trái cây cả nhà. Ồ, quýt Thái. Đấy. Còn anh này bán bưởi. Cái thị trường mà trái cây của Tết cũng rất là sôi động như cả nhà, nhất là mặt hàng bưởi đây nè. Đấy, bưởi rất là đẹp, rất là ngon luôn á. Bưởi một ký có 25.000 à cả nhà. Thường á Giang Quý thấy Tết là hay chưng bưởi cả nhà. Giang Quý không hiểu ý nghĩa của trái bưởi ngày Tết như thế nào, nhưng mà Giang Quý thấy đa số nha, nhà nào người ta cũng cúng trái cây là bưởi. Với những mà công ty xí nghiệp với cả nhà, người ta sản xuất máy móc á,
hồi đó cái chỗ làm của Dân Quý á, là ở bên quận 8 đó cả nhà, là ông chủ bà chủ hay mua mà bưởi rất là nhiều. Tết là ông chủ bà chủ hay mua bưởi cả nhà về trưng cho mỗi một cái máy, như vậy là một trái bưởi cả nhà. Mỗi lần mà Dân Quý với đồng nghiệp Dân Quý á, bạn đồng nghiệp Dân Quý á, nào là cái ngày mà khai trương đó nha, là mùng 6 khai trương á, là bạn của Dân Quý, Dân Quý á, là đi dọn trái cây, là một mỗi lần mà dọn hay là một thùng bưởi rất là nhiều luôn á. Chắc có lẽ là trái bưởi nó lại nó mang đến một cái sự may mắn hay sao cả nhà, nên là người ta hay thường mua bưởi ta trưng vậy á đó. Nhưng có những trái cây khác như là có dưa hấu nữa cả nhà. Dưa hấu thì biểu tượng cho sự may mắn, bình an, và rất là khi mà trái dưa hấu mà chúng ta mà xẻ trái dưa hấu ra ở trong cái ruột có màu đỏ là rất là may mắn như cả nhà. Đấy, cái biểu tượng màu đỏ cả nhà, ai cũng thích màu đỏ hết á. Màu đỏ nó tượng trưng cho sự may mắn á. Thì mỗi năm thì năm nào người ta cũng trưng dưa hấu nó rất là đẹp. Thì Dân Quý cũng thích review những cái chợ mà bán dưa hấu á cả nhà. Chợ bán dưa hấu á là bán những trái rất là to như cả nhà. Ôi có trái nó to mà chúng ta ôm không hết luôn á. Không biết Dân Quý không biết người ta trồng như thế nào luôn á, trồng rất là hay luôn á, trái dưa hấu rất là to luôn á. Mà cái trái như vậy rất là cái giá rất là đắt. Rồi Dân Quý sẽ chạy đến đây là đến ngã tư đường Nguyễn Nhân luôn. Dân Quý sẽ chạy qua cái đèn đỏ trên kia nữa là đến điểm giao bánh đêm đầu tiên ở nhà. Hôm nay là thứ bảy rồi, cuối tuần rồi mà cái lượng đơn của Dân Quý nó cũng không có nhiều lắm. Tại vì Dân Quý tính chạy hôm nay, tính chạy ngày mai nữa. Rồi sáng mốt thì Dân Quý sẽ chạy về quê. Ở đoạn này thì người ta sẽ bán nội thất này cả nhà. Nội thất tủ, bàn, ghế salon cả nhà. Dân Quý thích những cái nội thất này nè, nhưng mà Dân Quý chưa có điều kiện để mua. Có những cái chiếc ghế mà sofa cái nhà, ghế sofa rất là đẹp luôn á. Đây. Nội thất nghe cả nhà, nội thất sofa, ghế, giường, tủ này nè, rất là nhiều luôn á. Đây những chiếc ghế rất là mẫu, rất là đẹp. Các công ty đã sản xuất, người ta bán, người ta bỏ sỉ ở đây á. Dân Quý cũng đi ngang được một cái chỗ mà có rất là nhiều chỗ bán nội thất, bàn, tủ, ghế cả nhà, nhưng mà Dân Quý cái đó là người ta bán sỉ hay sao á, mình mua ít thì không biết người ta có bán hay không. Thì Dân Quý đi ngang mấy cái chỗ đó, ở Gò Vấp cũng có, rồi ở Bình Tân cũng có một cái chỗ sản xuất nội thất nữa, rất là nhiều luôn á. Rồi Dân Quý đến chung cư Him Lam rồi cả nhà ơi. Điểm giao của Dân Quý sẽ là chung cư Him Lam nha. Đây. Dân Quý cầm điện thoại vậy thì người ta tưởng đó là Dân Quý là đang nói chuyện điện thoại với khách. Giờ tự mà Dân Quý đâu có nói chuyện với khách đâu. Dân Quý cầm ngang như vậy là Dân Quý đang review clip. Đây, ở đây thì xe hơi với lại xe của công ty Sanix Em. Rất là nhiều xe taxi luôn đó cả nhà. Sự cạnh tranh rất là quyết liệt giữa các những cái ứng dụng công nghệ như là của Grab rồi Bi rồi BeFood với lại ShopeeFood. Ngày xưa thì còn tới năm cái ứng dụng lận, bây giờ bị mắc ứng dụng Bamin với lại Gojek đã rút lui rồi. Bây giờ chỉ còn lại ba ứng dụng là Grab, ShopeeFood với lại Bi. Sau đó em thì người ta chỉ chuyên chở người thôi, chứ còn những ứng dụng kia thì người ta giao hàng, giao đồ ăn online rất là nhiều. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý đến điểm giao rồi, Dân Quý sẽ bẹo trái qua đây nha. Dân Quý chúc cho cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và an lành nha cả nhà. Đấy, Dân Quý cũng xin kết thúc video sáng tại đây nha. Dân Quý giao ở lóc C4 cửa 1 chúng ta. C1 cửa 4 chứ. Đây. Rồi Dân Quý đến rồi cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng cuối tuần vui vẻ và an lành. Đây, ở đây là chung cư Him Lam. Đây, chung cư Him Lam nha cả nhà. Đây người ta cũng có bán trái cây nè. Chuối, khóm rất là nhiều. Dân Quý đi nhầm chung cư luôn rồi.
để Nhân Quý ngưng video lại, Nhân Quý quay xe lại mới được, như Nhân Quý đi nhầm luôn rồi. Đây. Rồi chào cả nhà nha cả nhà ơi. Nhân Quý đang review clip cho cả nhà, review clip buổi sáng cuối tuần.